Hello, xin chào anh em nha. Chào cho quay trở lại với channel YouTube của Phong Deal Wire. Em sẽ lên review thanh lý cho em ít xe nâng điện, tay cao các loại, chứ là đi bộ lái, xe tự hành, bán tự động, đứng lái các loại. Trong đó có một con xe nâng thùng phi này, con này em có review nhiều rồi. Hôm nay nó về được cái lô xe rất là rẻ nha. Em thấy một con, hai con, ba con. Phía xong một con đó là 4 con, em về 5 con thì bán 1 con rồi nha. Xe rất là đẹp luôn. Xe cao 38, tải 1 tấn đấy nha. Xe nâng điện. Ở đây tất cả xài bình 12V anh em nhé. Giá thì sẽ không bao gồm bình. Các anh em nào mà muốn mua bình thì em sẽ mua hộ cho anh em. Còn không thì anh em mua bình về gắn và là xài thôi. Tất cả máy ở trên đây em chỉ cần mua về gắn bình xài thôi. Không cần phải sửa sang thêm bất cứ cái gì hết đó. Máy rất là đẹp luôn. Có nhiều con nó còn vẫn còn tem kiểm định luôn anh em. Đây nè, dụ như con này này, ngày 2 tháng 3 năm 2023 này, tem kiểm định này, nó có bộ xây dựng này, công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật này, an toàn. Là thường là những cái này nó vận hành ở trong những cái nhà xưởng, những công ty lớn đấy anh em, bắt buộc nó phải có tem kiểm định, bởi vì nó thuộc máy móc liên quan đến vấn đề an toàn mà. Ở kia nó còn có ảnh của công nhân vận hành cả. Đó. Cái này về cơ bản nó xài điện bình 12V anh em nhé. Đây, bơm của nó đây này. Đó. Bơm ở đây, bơm mới tinh luôn em nha, bơm mới tinh sminh luôn. Đây, nút dừng khẩn cấp đây, nút lên xuống ở đây. Về các bác bắt cho nó với cái mảng ở đây nữa nhá, bắt cái mảng ở đây để sau đó các bác nhấn. Con này tiện cái là có cái trợ lực lái rất hay này, một tay của em này quay trợ lực lái rất hay. Ở đây là một cái bánh răng tỷ lệ truyền nhỏ kìa, con kia dẫn sang cái con kia là bánh răng to nên nó giảm tốc được rất hay. Nó như hộp số giảm tốc ạ. Nó quay rất là nhẹ nhá. Trợ lực lái cho anh em. Con này càng to, dày, tải 1 tấn ấy em nhá. Thông số của nó tải 1 tấn mà. Em làm thử vận hành con này coi lì thôi. Con này rất là cao anh em. Bơm êm. Em ru. Ok. Mắc của nó là đâu 3 mét rưỡi anh em. 3 mét rưỡi, 3 mét 8 gì đó, khoảng đó. Tải 1 tấn em nha. Thế tải 1 tấn thì em phải căn được cái giải của nó. Nên cao mắc như vậy thì không bao giờ được 1 tấn đâu, nó chỉ được vài trăm ký thôi. Có cái thông số bên hông anh cứ vậy anh em cần cẩu theo thôi. Em hạ xuống đi Lý ơi. Con này nó xuống thì nó xuống bằng xuống rất là êm. Lúc đấy thì em có live stream thanh lý xả cái đống đồ bên trong kho kia kìa. Anh em nào chưa xem live stream thì anh em có thể xem lại nhé. Ok, cảm ơn anh em. Con này em có thể tham khảo giá nhé. Những cái mẫu này mà của Trung Quốc á, thì giá của nó mới thì cũng phải 45 triệu một con rồi. Đó. Tuy nhiên thì những con như vậy giá của nó thì chỉ chưa bằng một nửa giá mới nha. Hàng thì còn đẹp, đẹp lắm luôn. Nào, anh em có thể xem ngoại hình. 5 con sẵn sàng giống nhau anh em nhé. 5 con thì nó sẵn sàng giống nhau hết. Giá em để cho anh em là 19 triệu không bao gồm bình, không bớt luôn nha. Anh em mà gọi bảo thương lượng bảo Phong ơi hỗ trợ cho anh chút thì nói thẳng với anh em luôn, đây là em báo là em báo giá cứng luôn, không thể bớt được nữa, bởi vì bớt là không có lời nữa. Buôn bán thì phải có công anh em. Mua về rồi em còn phải sửa sang lại rất là nhiều, còn công thợ các thứ nữa. Nên em cứ báo giá cứng cho anh em nhá, đúng 19 triệu, không bớt, không hỗ trợ gì hết. Còn con trắng này thì em có thể du di cho anh em một chút này. Con trắng này thì em lại vận hành cho em con trắng này đi Lì ơi. Con trắng này thì nó rất là độc nhá. Lúc nãy thì em có quay trên live stream rồi, từ từ đã. Có quay trên live stream rồi, có giới thiệu anh em, nhưng mà lúc nãy live stream thì live stream bằng 3G nên nó rất là mờ. Em sẽ quay lại cái video chi tiết cho anh em này. Cũng lưu nó lại kỷ niệm luôn, bởi vì con này nó độc đáo quá anh em. Lần đầu tiên gặp con xe nâng kiểu này luôn, bởi vì cái càng của nó anh em thấy là cái càng của nó là càng dạng gấp như càng cua rồi đó. Hai cái xi lanh đẩy ra đẩy vào, tức là con này tổng cộng là nó có tới 3 xi lanh cơ. Mà tính ra giá của nó thì lại không có dao động bao nhiêu cả. Cái này mình báo con này giá 25 mà ta. 25 triệu. Ok. Rồi em thử vận hành cho khách đi, nâng lên hạ xuống. Rồi em sẽ nâng lên cho anh em này. Kẹp ra kẹp vào. Hạ xuống thì phải tắt automatic đi. Cứ nâng lên đi. Nâng mắc lên luôn.
Rồi, em tắt đi, em hạ xuống đi. Rất êm, hạ xuống thì mình phải tắt bơm đi. Con này thì nó chạy kiểu như động cơ chạy liên tục anh em. Lâu lâu mà em cần nâng cái gì đó thì em nâng con này cũng được. Tại vì con này nó đặc thù riêng, là nó có cái càng. Em thử kẹp ra kẹp vào đây. Rồi, đẩy ra. Cẩn thận nó vào đây, ra. Này em báo giá cho anh em luôn nha. Thì con này thì giá là 25 triệu, em sẽ hỗ trợ cho anh em vận chuyển nếu ở các tỉnh thành như là Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông thì em sẽ hỗ trợ vận chuyển cho anh em miễn phí luôn. Còn nếu anh em ở các khu vực xa thì em sẽ có hỗ trợ cho anh em chút chi phí vận chuyển và giá nó sẽ không bao gồm bình ắc quy anh em nhé. Không bao gồm bình ắc quy. Bình ắc quy anh em báo em bình mới 100% á, 100A thì giá là 2,5 triệu. Anh em có cần mua thì em mua giúp anh em thôi. À 90 hả? 90, bình 90, ok. 90 anh em nhé, không phải bình 100. Em mua giúp thôi chứ không có tính lời. Còn tốt nhất bình ắc quy anh em về anh em mua cho nó yên tâm. Em thích loại nào anh em mua lại đấy. Trước giờ em bán thì cũng không, đa số là không bao gồm bình ắc quy. Thì xe này anh em mua về chủ yếu là để nâng những cái gì nó tải nó rơi vào khoảng tầm như con này là tải rơi khoảng tầm 500 kg anh em nhé. Tải 500 kg, nhưng cái càng nâng của nó là càng đặc thù. Chủ yếu là nó nâng đặc thù, anh em xem nó vào được mục đích gì chuyên dụng á thì anh em mới lấy thôi, bởi vì con này nó rất là độc đáo anh em. Còn những con này thì em nào có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp hai số điện thoại em để trên tiêu đề em nhé.